Vâng, xin chào các anh chị, rất là hân hoan, chào mừng các anh chị quay trở lại với bài học tiếp theo. Có lẽ tôi rất là vui mừng chuẩn bị nói với các anh chị rằng là cái việc mà các cái công cụ, những cái cách thức tiếp cận với khách hàng mang tính chất là khái quát và mang tính chất là gợi ý cho các anh chị những cái phương pháp đã gần đi đến những cái bài cuối cùng rồi. Tôi đã giới thiệu với các anh chị rất là nhiều bài rồi và sẽ chỉ còn một số bài nữa thôi. Chúng tôi sẽ giới thiệu với anh chị thêm. Vâng. Và bài học ngày nay, video này sẽ nói về một cái cách thức, một cái công cụ để tiếp cận khách hàng cũng khá là thú vị. Chúng ta vẫn thường thấy nhưng mà đôi khi chúng ta không nhận ra để mà làm tốt, được chưa? Đấy là phát triển đội ngũ bán hàng lưu động. Phát triển đội ngũ bán hàng lưu động là thế nào? Đúng không ạ? Cái thuật ngữ bán hàng lưu động đã nói lên tất cả, tức là chúng ta sẽ tổ chức các đội nhóm trực tiếp bán hàng tại thị trường, tại chiến trường. Và tôi lấy thí dụ như này, rất nhiều các mô hình cực kỳ thành công luôn. Tôi có một cậu học trò, cậu này học các cái chương trình bán hàng trên Facebook và marketing online của tôi. Tôi có những chương trình như vậy tôi kể với các bạn rồi, đúng không ạ? Thì cậu ấy kể với tôi một câu chuyện là trước đây cậu làm đồ gia dụng, tức là nhập mấy cái đồ nồi niêu xoong chảo bát đĩa gì đấy của Trung Quốc gắn mác của Việt Nam vào sản xuất. Thì hầu như khá là nhiều các cái thương hiệu ở Việt Nam đã làm như thế, chúng ta vẫn thường thấy. Nhưng mà cái cách mà cậu ấy bán tôi thấy khá là thích. Đấy là cậu ấy cứ bắt tay với tất cả những cái siêu thị lớn, nhỏ, vừa vừa. Khi mà những cái siêu thị này họ khai trương, cậu này chỉ chuyên bán khai trương. Ví dụ như là Big C họ khai trương tại một cái địa phương nào đấy như Hải Phòng, như Quảng Ninh, họ khai trương, thì cậu ấy sẽ thuê một cái quầy rất là đẹp ở vị trí lối ra vào của siêu thị. Đấy, tôi nói thí dụ thôi. Tôi nói thí dụ chứ không phải thực tế là như thế, đúng không? Có thể một cái siêu thị khác, có thể một cái cửa hàng cửa hiệu lớn, một cái trung tâm bán lẻ lớn, hay một cái siêu thị ở tỉnh, ở huyện, kiểu như thế. Tóm lại là bạn này chuyên khai thác cái kiểu khai trương siêu thị. Mở một cái gian hàng ở phía trước cửa, bán khoảng 2 tuần thôi. Đấy, và thuê PG, thuê người bán một cái đội đi như thế. Thế là chở xe đến, bắt đầu nồi liêu sang chảo bát đĩa, quạt khiết các thứ bày ra. Và cũng nhân dịp khai trương siêu thị, giảm giá 30%, 20%, 40%, 50% tùy vào cái biên độ lợi nhuận. Và bày biện ở đó bán, và nhân cái dịp khai trương như vậy, khách hàng họ rất là thích. Vì họ nghĩ rằng là khai trương như vậy rất là rẻ và mua. Và những cái cách bán như thế, bạn ấy nói với tôi là mỗi ngày có thể bán được từ vài chục triệu tiền hàng. Đấy, và mỗi một lần đi bán hàng như thế, nếu mà đỏ, nói vui là đỏ, đúng không ạ? Nếu mà may thì có thể bán được cả tỷ. Và lợi nhuận mỗi đợt bán hàng như thế được một vài trăm triệu. Bét nhất, lèm nhèm nhất cũng phải lãi được vài chục triệu đến 100 triệu. Còn không là phải hơn. Tất nhiên, đấy là câu chuyện từ của ngày xưa, cách đây 1-2 năm về trước rồi. Bây giờ các bạn bảo em có áp dụng được không? Thực ra là các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được. Các bạn quan trọng là các bạn nảy ra các ý tưởng. Thậm chí ở đâu đó, ở địa phương các bạn đang xem cái video này vẫn còn chưa có những chiêu thức như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái chiêu thức như vậy vẫn rất tốt các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể làm được. Đấy, quan điểm của tôi là như thế, nên là đừng có e ngại cái gì cả. Chúng ta cứ thử nghiệm thôi. Được chưa ạ? Ok, tiếp tục. Một cái ví dụ khác nữa là tôi có thể lấy ví dụ như là Mobifone. Là một cái thương hiệu rất là lớn, đúng không ạ? Vinaphone, chuyên về viễn thông đó. Thì như đợt trước tôi có tham gia một cái chương trình đào tạo với tư cách là giảng viên, đi đào tạo cho các anh chị em ở trong đội sale của Mobifone, một cái ngày đào tạo về online marketing, tiếp cận khách hàng ở trên mạng. Thế thì trong cái buổi đào tạo đó thì tôi không nói việc tôi đào tạo gì, mà tôi học được từ phía chính các anh chị. Đây là cái bài mà tôi học được, chứ không phải là tôi dạy các anh chị bài này. Được chưa? Tôi là người rất thẳng thắn. Đấy. Cái gì tôi nói là tôi học, và cái gì tôi nói là tôi dạy. Tôi thấy ví dụ như Mobifone họ tổ chức những cái điểm bán di động tại các cái trường đại học, bởi vì họ tập trung vào đối tượng khách hàng là sinh viên, và họ cho rằng đây là một cái tập khách hàng rất quan trọng đối với họ, có thể sẽ sử dụng SIM mới, có thể sử dụng dịch vụ 3G, dịch vụ tin nhắn, dịch vụ xem phim, dịch vụ mạng xã hội, là những cái tập khách hàng mà họ ít tiền và họ quan tâm đến những cái chương trình khuyến mại và giá cước rẻ. Thế là họ tổ chức các điểm bán như vậy ở tất cả các trường đại học. Đấy, ở tất cả các trường đại học, đây là đối tượng rất tiềm năng.
hàng tuần họ sẽ mở các cái booth, tức là những cái điểm bán di động đấy, có quầy kệ, gian hàng, có nhân viên, có PG, có người phát tờ rơi, có người chơi trò chơi vân vân, đúng không? Chúng ta vẫn tưởng tượng ra như thế và bán cũng khá là tốt. Tôi cũng không biết là con số là bao nhiêu, nhưng tôi chỉ đang nói về cái cách để ta tiếp cận đấy, gọi là điểm bán hàng di động, đội ngũ bán hàng di động, được chưa? Và nếu mà bạn tự làm được là tốt nhất, đúng không? Nhưng mà nếu mà chi phí như thế tốn thì các bạn có thể thuê các cái đối tác là các công ty họ chuyên tổ chức các cái sự kiện này, rồi event, rồi thì PR gì đó, thì chúng ta có thể thuê họ, họ sẽ tổ chức, còn khi còn rẻ hơn chúng ta tự làm. Thì thực tế là có rất nhiều cách như vậy chúng ta có thể làm, hoặc là chúng ta có thể tìm nhân sự part time là chính sinh viên để tham gia đào tạo tập huấn cho họ mà làm, thì cái hướng như thế rất là tốt, được chưa? Một cái câu chuyện nữa tôi muốn kể đấy chính là câu chuyện bán bảo hiểm. Hiện nay ấy, chúng ta vẫn thường thấy là bảo hiểm là người ta mời khách hàng đến các sự kiện, hội thảo quy mô lớn ở các thành phố, đúng không ạ? Chúng ta thường thấy thế. Nhưng mà sự phát triển, tăng trưởng thị phần, tăng trưởng doanh số, họ đã tổ chức những cái đội ngũ bán hàng lưu động về các tỉnh, về các huyện, về các xã, về các thôn ở những vùng là các tỉnh lẻ hoặc là các vùng sâu, vùng xa hơn, để chiếm đóng, để oánh chén, để mà xâm lấn thị trường. Và tôi đánh giá đây là một cái cách bán rất tốt, đúng không ạ? Họ có thể thông qua một cái quận, một cái huyện, hoặc là thông qua một cái xã, một cái thôn, để người ta có thể làm gì ạ? Mời những cái gia đình có thể ra đây, có một cái chương trình người ta tư vấn về sức khỏe, đây là các ông bà già ra, rồi thì những người nhàn rỗi, người ta ở nhà người ta ra. Và những người này là những người người ta rất quan tâm đến bảo hiểm đấy, thông qua xã phường, thông qua loa đài đấy, hoặc là thông qua những cái cá nhân có uy tín tại cái địa phương này, ví dụ như là trưởng thôn, trưởng xã hay là trưởng công an, kiểu kiểu như thế, để chúng ta có thể kết hợp để chúng ta làm địa điểm, thì chúng ta có thể mượn nhà văn hóa, mượn đình, mượn chùa của làng chúng ta làm đấy. Đình làng là một cái chỗ có thể sinh hoạt được, chùa thì tôi nghĩ là hơi tế nhị một chút thì không nên thôi, chứ còn nhà văn hóa hoặc là đình làng hoặc là một cái khu vực trống ở ngoài trời, chúng ta có thể tổ chức các cái gian hàng chúng ta làm cũng rất là ok. Tất nhiên là nó cũng vất vả, nó cũng xương sầu, nó cũng khó khăn, cũng không dễ gì, đúng không? Như các bạn ngồi nghe các bạn bảo ôi rồi nói như thầy thì dễ quá, ai kiếm được tiền không, tôi không nghĩ thế, bởi vì tôi rất vất vả, rất chầy chật. Tôi đi làm cho không biết bao nhiêu công ty, tư vấn cho không biết bao nhiêu công ty, tôi biết chuyện này. Kiếm tiền là không khó đấy nha, không dễ đâu nhưng mà cũng không khó đấy, nhưng mà kiếm nhiều tiền thì khó đấy. Tôi luôn nói là kiếm tiền thì không khó, nhưng kiếm nhiều tiền thì khó. Một cái ví dụ nữa, đây là ví dụ thực tế mà chúng tôi đã làm nhé, một công ty về du học. Các bạn biết rồi, trước đây tôi đã làm giám đốc cho một cái công ty du học và chuyên về tiếng Anh và du học. Thì ví dụ như là cái việc du học là đưa học sinh đi Nhật, đi Hàn, đi các cái thị trường lao động, hoặc là đi học theo dạng tu nghiệp sinh, hoặc là đi du học dạng học bổng tự túc, những cái chương trình như thế, thì có thể là đội ngũ bán hàng có thể về tận từng thôn bản đấy, về từng tận xã phường, hoặc là nhất là cái đội mà chuyên làm xuất khẩu lao động ấy. Đấy thì cái thị trường là phải là các thôn làng, các xã, tức là cắm rễ sâu tận đấy. Và đội ngũ bán hàng đó chính là các ông trưởng thôn. Tất nhiên ở đây mọi người đừng hiểu sai ý nhé. Mọi người học cái bài này xong lại bảo là làm gì có cái chuyện như thế. Và trưởng thôn ai người ta lại làm như thế. Vâng, tôi không có ý như vậy. Tôi ý của tôi nói là những người này là những người có thể sẽ giúp cho các bạn bán được hàng. Và các bạn kết hợp với họ, đúng không ạ? Các bạn đặt câu chuyện làm sao hợp lý, hợp tình, không vi phạm đạo đức, không vì cái chuyện tiền bạc quá, mà ở đây là giúp cho con em trong thôn, trong xã có cơ hội đi xuất khẩu lao động, giúp cho con em đổi đời, thì trưởng thôn người ta sẽ làm. Và cái người trưởng thôn đấy nó chính là một cái người mà đại diện cho King of Sale rất là tốt. Ý tôi là như thế, được chưa? Còn cái cách các bạn tiếp cận này là tùy các bạn thôi. Trưởng thôn, trưởng xã người ta phát loa, phát đài, người ta đi đến tận nhà, người ta mời như mời đám cưới ấy, thì cái tỷ lệ rất là tuyệt vời. Thế rồi thì ví dụ như là các bạn nhắm tới học sinh cấp 3, thì như chúng tôi biết là chúng tôi đã vào các trường cấp 3 để làm các chương trình, đang ngồi học đấy, tư vấn là gì? Đại học bây giờ không phải là con đường duy nhất, đúng không ạ? Nếu như bạn học hành không tốt, bạn có thể là gì ạ? Hết cấp 3 phát là bạn đi xuất khẩu lao động ngay, và họ người ta đã bán ngay cho khách hàng.
ngay từ khi khách hàng còn chưa có ý định, người ta đã ăn sâu cắm rễ vào rồi, thì tôi gọi nó đấy chính là phát triển các đội ngũ bán hàng lưu động, được chưa? Vậy thì trong cái phần này chúng ta cần quan tâm đến thứ nhất là cái yếu tố về mô hình, kết hợp nó phải sáng tạo, cách thức tổ chức sự kiện nó phải sáng tạo, đúng không ạ? Hấp dẫn người xem và phù hợp với trình độ của khách hàng. Ví dụ mình nhắm tới người già thì là phải dễ nghe thôi, ấm cúng thôi, thưa bà con, đúng không ạ? Có quà cáp, bởi vì đôi khi những người ở nông thôn thì người ta cũng có khi là chỉ cần ra nghe chả hiểu chuyện gì cả, nhưng mà có một cái món quà, có thể là một cái bình uống nước rất là đẹp trị giá khoảng 100-200 ngàn mình có thể sản xuất ra, đúng không ạ? Hay một bộ ly cốc, hay một bộ quần áo, whatever, cái gì cũng được đấy, được chưa? Hấp dẫn nhá, có quà để hấp dẫn mọi người nhá. Đấy, cơ chế hợp tác hợp lý và mình không lừa dối khách hàng, mình không bán hàng đa cấp, mình làm rất chuyên nghiệp và mình phải tính đến các giải pháp là bán hàng tại chỗ. Tức là ví dụ như họ ra đấy, họ thấy hay rồi, họ ký hợp đồng thì phải có hợp đồng ngay, họ có tiền đặt cọc ngay, phải có hình thức thanh toán quẹt thẻ ngay. Nếu như không có quẹt thẻ thì phải hỗ trợ họ rút ngân hàng ngay và hôm sau mình phải quay lại mình chốt đơn. Đấy, để làm sao mình không có thời gian đâu, mình đánh như thế này là mình đánh theo kiểu là đánh cuốn chiếu qua từng các địa phương. Đi như thế cũng rất là vất vả. Thì các thị trường hiện nay là các cái mô hình sale và rất là nhiều mô hình mới. Thì đây là một cái mô hình tôi nghĩ cũng khá là hay và tôi đã kể cho các bạn rất nhiều các cái trải nghiệm trực tiếp tôi đã phải ăn nằm làm rồi. Và tôi cũng học hỏi được ở đâu đó, được chưa ạ? Vâng, tôi rất mong là các anh chị nếu mà xem video này mà thấy hào hứng và thấy hấp dẫn thì có thể phản hồi cho tôi biết. Và có cái gì đó mà tôi chưa biết trong các cái cách bán hàng, trong các cách tiếp cận khách hàng, trong các chương trình, các chiêu trò và bí quyết của anh chị mà tôi chưa biết thì cứ gửi mail cho tôi phananhonline@gmail.com thì tôi sẽ cảm ơn các anh chị, học hỏi từ chính anh chị và tôi sẽ tiếp tục phát triển những cái bài học có chất lượng cao hơn nữa cho các anh chị, được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và xin hẹn lại các anh chị trong video tiếp theo. Xin chào.